Dậy đi anh ơi, anh Ron. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để em giải thích. Em tên là Thiện, mà em không có ý hại anh đâu, nên anh đừng lo. Anh coi cái bản đồ này nè, nhiều chỗ chơi quá trời luôn. Anh Ron thì sao? Anh có muốn đi cùng em không? Đi, nghe hay đấy Thiện. Chơi lắm nha, cẩn thận anh. Ê, hòn đá này kỳ quá. Để anh nhấc lên thử xem. À. Kìa, anh Ron. Anh Ron thông minh quá. Đói ghê á. Mình đi ăn nha Thiện ơi. Em mời anh mời Ron cả nhà nha. Ăn cơm. Wow, ngon quá đi. Anh ăn thử cái này này. Đây đây, để em gấp cho. Thiện ăn thử cái này đi. Đi thôi Thiện, giờ có thêm nước khám phá tiếp rồi. Vâng ạ. Dạ, thưa thầy, con ước em Thiện được sống hạnh phúc và yên bình ở thế trần gian. Anh làm cái gì thế? Sao anh lại? Em à, anh muốn được thấy em hạnh phúc. Anh chỉ muốn ước vậy thôi. Cảm ơn Thiện vì kho báu quý giá mà em tặng anh. Anh vui lắm. Em cảm ơn anh. Vậy anh đi nha. Tạm biệt anh. Em hứa với anh, đừng bao giờ quên anh nhé. Anh sẽ phù hộ cho em. Em hứa. Em hứa.